Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ ăn một cái món ăn nữa mà làm bằng kẹo nữa. Đó là mình có ở đây là noodle candy. Cái này là pizza. Này là pizza. Cái đó là taco. Ok, taco. Taco là món đồ ăn của người Mỹ. Để ăn nào trước này, để lấy ổ pizza ra trước nha. Chúng cái pizza trước. Nè, ổ pizza. Đây. Muốn ăn pizza hả? Dạ. Có răng không mà ăn? Thì ăn nó ăn được không? Dạ. Cái gì vậy? Lấy mẹ cái kéo rồi. À, này giống hột gạo quá vậy. Dạ, yeah, hột gạo. Đây, ổ pizza sau khi đã tháo bọc. À, hấp dẫn không? Thơm quá. Thì gớt hai cái này gớt. Thôi này coi có giống như hột gà vậy nè. Nè. Vậy sao? Đây. Có cái bánh. Toàn là làm bằng găm mì không à. Thơm. Không có bàn tay của ai đây. Hôm nay hai mẹ con làm video này là để vui thôi. Cái này làm giống cái bánh gì đó, bánh mì nướng. Cái này làm bằng gì? Chắc cái bánh đó. Ngổ pizza. Ngon không? Dạ. Thơm á. Găm mì be chứ trái cây. Mùi trái cây không? Ăn hộp gà không? Có hộp gà. Mẹ ăn mì. Ngon. Ngon. Ngon thử. Ăn giống cọng mì. Rất ngon. I forget the bowl. Ăn tép không? Dạ không. Một hộp mì được 3 con tép. Cái này 2 ngon con tép. Cái này ngon. Được 3 con tép. Nói 3 cái trứng. Một cái trứng. Ăn thử cái trứng rồi. Hộp gà ấp la. Tôi thích không? Bàn tay này của ai đây? Đó cái mặt cho coi. Thôi nhỉ.
Nói cái này không ngon. Pizza ngon. Tại này làm con kẹo dẻo ngon không à. Cái này ngon. Cái này cộng mì thì ăn ngon. Giờ mà với cái này chúng thử cái thao cực. Ok. Đồ pizza Ý. Mì. Mì xào của châu Á. Châu Á. Và vậy? Qua tới taco, đồ mễ. Yeah. Đây. Cái bánh taco này ăn được không? No. Taco. Yummy. Mà cái này cardboard. Đấy ăn. Mở ra ăn gì đó mà. Cũng có găm mì be. Cho berry. Chỉ có cái mì. Quá. Cái gì? Tomato. Oh, tomato. Miếng cà chua. Giống thiệt luôn, giống miếng cà chua. Nghe là marshmallow. Thử miếng cà chua. Nó cũng giống như pizza. Vậy ạ? Cái này là gì? Này là nấm à? Cái này pepper. Cái này pepper. Ngon không? Này ăn cả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ ủng hộ mình nha.